Xin chào tất cả các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh 3T Tech Zone của mình. Chắc hẳn là mọi người đã từng hỏi làm cách nào để có thể là reset cái chiếc Mi Band 3. Bây giờ hiện tại là 14 giờ 19 phút và Mi Band 3 của chúng ta còn 31% pin. Ở đây thì mình chỉ nói đến cái trường hợp mà Mi Band 3 không kết nối với app Mi Fit nha các mọi người. Đầu tiên là chúng ta sẽ bật cái bấm giờ lên. Khi mà bật cái tính năng bấm giờ lên thì màn hình Mi Band 3 sẽ hiển thị sáng liên tục. Điều này làm cho Mi Band 3 tốn nhiều pin hơn. Tiếp theo là chúng ta sẽ cho Mi Band 3 vào ngăn đá tủ lạnh. Ở đây thì mình cho trực tiếp Mi Band 3 vào trong tủ lạnh. Bạn nào cẩn thận hơn thì có thể gói Mi Band 3 vào một cái túi ni lông rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh nha. Ok, sau khoảng hơn 2 tiếng, bây giờ là khoảng 16 giờ thì mình sẽ tiến hành lấy Mi Band 3 ra. Lúc này Mi Band 3 đã đông cứng rồi các bạn. Đương nhiên là bấm không lên vì bây giờ nó đã hết pin rồi. Để cẩn thận hơn thì anh em có thể là để chiếc Mi Band 3 này ở ngoài một lúc. Còn lau khô cái dấu sạc đi trước khi cắm sạc vào. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cắm sạc. Sạc đã lên. Chúng ta thử rút ra và xem được bao nhiêu phần trăm pin. Về cá nhân mình cảm thấy sau khi hard reset thì Mi Band 3 nó pin nó hoạt động sâu hơn. Anh em nhớ đón xem cái video tiếp theo, mình sẽ test cho mọi người xem nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên like, share và subscribe kênh của mình nha. Xin chào.